Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng nhau vẽ một bức tranh về tàu vũ trụ nha. Họa cụ thì vẫn gồm có màu sáp dầu, giấy vẽ, bút dạ, bút chì và tẩy. Cùng bắt đầu với phần dựng hình thôi nào. Đầu tiên chúng mình vẽ cho cô một hình chữ nhật đứng nha, nằm ở giữa tờ giấy này. Sau đó chúng ta chia hình chữ nhật này ra làm hai phần bằng nhau, xác định một điểm ở giữa cạnh trên cùng, từ đó chúng mình kéo hai đường chéo cong xuống phía dưới nhé. Ở cạnh dưới cùng xác định hai điểm lùi vào bên trong một chút và nối từ phần giữa kéo xuống hai điểm này nhé. Phần đáy cô sẽ vẽ một đường hơi cong cho chiếc tàu. Sau đó cô sẽ tẩy đi hết phần khung hình thừa ở bên ngoài và bên trong nữa. Tiếp theo xác định phần đỉnh của tàu và vẽ cho con tàu một ô cửa sổ hình tròn nhé. Các bạn cố gắng nắn cho hình thật tròn một xíu nha, sau đó vẽ thêm một hình tròn nữa bên trong này. Trong ô cửa sổ cô sẽ vẽ thêm một bạn ếch nhìn ra bên ngoài này, bạn ếch hình tròn và hai phần mắt cũng tròn luôn nha. Phần thân tàu cô sẽ vẽ thêm một vài đường cong chia các khoang tàu ra nhé. Sau đó xác định phần cánh nằm ở giữa thân tàu, vẽ một đường cong ra phía ngoài và nối một đường chéo vào thân tàu. Bên kia chúng mình sẽ làm tương tự, cố gắng là vẽ cho hai bên cánh đều nhau nhé. Các bạn nhớ là phần đuôi nhọn của cánh cũng phải bằng nhau nữa đấy. Chiếc cánh ở giữa cũng có chiều dài bằng với hai cánh ở hai bên đấy. Chúng mình sẽ vẽ hai dấu mở ngoặc và đóng ngoặc nằm sát vào nhau này. Sau đó thêm hai phần đuôi tàu nữa nha. Phần lửa phun ra sẽ là ba chiếc lá ghép lại với nhau nhé. Lưu ý chiếc lá ở giữa sẽ to nhất nhé. Trang trí thêm một chút hình chấm bi cho phần thân tàu. Sau đó cô sẽ trang trí thêm các hành tinh khác ở phía bên ngoài nền. Kẻ cho cô một hình vuông và tìm điểm ở giữa của các cạnh, nối các điểm lại bằng đường cong để tạo thành hình tròn nhé. Tẩy hết phần khung hình thừa đi là chúng mình đã có một hình rất tròn rồi. Cô sẽ vẽ sao thổ nên sẽ có một đường cong nằm ở phía ngoài nhé. Trang trí thêm cho sao thổ một vài đốm tròn và vẽ thêm mắt mũi cho bạn sao thổ nữa nhé. Ở phía bên kia cô sẽ vẽ thêm một bạn sao hỏa có hình tròn giống hệt bạn sao thổ nhé. Bạn nào mà chưa vẽ được hình tròn luôn thì cứ dựng hình như cách cô vừa hướng dẫn bạn sao thổ ấy. Tiếp theo là đến trái đất của chúng ta này, cũng hình tròn đúng không? Thêm một vài đường cong tùy ý để tạo nên phần đất và phần nước cho bạn trái đất nha. Những phần bên ngoài giấy còn trống cô sẽ trang trí thêm những vì sao. Các bạn nhớ là vẽ to ra một chút để vừa dễ nhìn và vừa dễ tô màu hơn nha. Cô sẽ vẽ thêm các vì sao này điểm vào những chỗ mà giấy đang trống nhất nhé. Những chỗ còn lại chúng mình có thể vẽ thêm một vài vì sao nhỏ hơn này, sau đó thêm một vài chấm tròn nhỏ li ti nằm vào những chỗ còn trống nữa nhé. Sau khi đã dựng xong hình, cô sẽ dùng bút dạ đầu to này để viền lại hết những gì mình vừa dựng với bút chì nhé. Bước này cần một sự cẩn thận và tỉ mỉ rất cao, cho nên là chúng mình cứ bình tĩnh, viền thật đẹp để không bị chệch tay nha. Cố gắng là không nên nhấc bút quá nhiều và không dừng bút quá lâu ở một điểm nhé. Chúng mình cố gắng là viền hết và đừng để sót lại phần bút chì nào chưa viền nha. Sau khi đã viền hết phần bút dạ, cô sẽ dùng tẩy và tẩy đi hết phần bút chì còn thừa nha. Sau đó chúng mình sẽ chuyển đến phần tô màu thôi nào. Đầu tiên cô sẽ dùng màu đỏ để tô phần mũi tàu, tiếp theo là hai phần thân tàu. Và đuôi tàu cô cũng sẽ dùng màu đỏ này luôn nha. Phần nền của con tàu cô sẽ dùng một màu hồng nhạt nhất để tô hết này. Chúng mình cố gắng là khi tô màu phải thật đều tay này, kín giấy và đừng để lộ giấy nhé. Các bạn nhớ trừ lại phần trang trí của con tàu mình sẽ tô màu khác nha. Phần cánh của con tàu cô sẽ dùng màu xanh da trời nhạt để tô cho cả ba cánh luôn nha. Các bạn phải luôn nhớ giúp cô là chúng mình phải tô thật đều màu này, không bị lộ giấy và không bị chừa màu ra ngoài nhé. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng 1 đến 2 màu để tô phần cánh này cho thêm sinh động cũng hoàn toàn được nhé. Sau khi xong phần cánh cô sẽ di chuyển đến phần lửa phía bên dưới này. Phần lửa phía ngoài cô sẽ dùng màu cam và phần bên trong cô sẽ dùng màu vàng nhé. Các bạn có thể sử dụng luôn màu vàng để trang trí thêm những phần chấm bi này. Còn phần nền thì cô sẽ dùng màu tím để tô nhé. Ở phần này các bạn có thể giảm tốc độ tô lại, tô chậm thôi để màu không bị chườm vào các hình chấm bi nha. Viền cửa sổ cô cũng sẽ dùng màu tím này để tô luôn này. Phần cửa sổ bên trong cô sẽ dùng màu xanh nước biển đậm nhé. Và bạn ếch của chúng mình cô sẽ dùng màu xanh nõn chuối để tô.
thêm một chút má hồng cho bạn ếch nữa này. Tiếp theo cô sẽ tô bạn sao thổ có màu vàng đất nha. Màu này chúng mình sẽ dùng để tô phần nền của bạn sao thổ, trừ lại các đốm tròn nha. Cô sẽ dùng màu xám nhạt để tô các đốm tròn và vòng bên ngoài của bạn sao thổ. Sau đó lấy màu nâu nhạt để nhấn một chút khối cho bạn sao thổ nha. Tiếp theo là bạn trái đất. Đầu tiên sẽ dùng màu xanh nước biển đậm để tô phần nước của bạn trái đất này. Phần còn lại sẽ là thảm thực vật của trái đất, chúng mình sẽ dùng màu xanh lá cây để tô nha. Sau khi trang trí cho bạn trái đất xong, chúng mình sẽ tô nốt bạn sao thổ với màu cam nhé. Tô xong màu cam, cô sẽ dùng màu đỏ để nhấn một chút khối. Đến các ngôi sao, cô sẽ dùng màu vàng để tô hết nha. Những đốm sáng nhỏ li ti, cô sẽ dùng màu vàng nhạt để tô hết này. Chỉ còn một phần cuối cùng, đó chính là tô nền nữa thôi. Đầu tiên, cô sẽ dùng màu xanh nước biển đậm nhất để tô khoảng 1/3 phía dưới của bức tranh nhé. Các bạn nhớ giúp cô là phải tô thật đều tay, kín màu và không để trường màu vào những hình khác nhé. Những chỗ gần với hình khác chúng mình sẽ tô chậm và tô men theo các hình. Còn những khoảng không rộng hơn thì chúng mình cố gắng tô theo một chiều giúp cô nha, tô theo chiều ngang thôi này. Các bạn nhớ giúp cô là phải tô kín giấy, không được để lộ giấy đâu nha. Sau khi tô xong phần màu đầu tiên, cô sẽ dùng màu xanh nước biển nhạt hơn để tô tiếp phần ở giữa phía trên phần vừa rồi nhé. Các bạn lưu ý giúp cô là ở phần tiếp giáp giữa hai màu, chúng mình sẽ dùng màu xanh nhạt hơn này để tô lấn vào một chút màu xanh đậm ở phía dưới nha. Các bạn cứ tô chồng màu lên nhau một chút, nó sẽ tự hòa màu vào nhau đấy. Nhưng với một điều kiện là chúng mình phải tô theo một chiều, đó là chiều ngang nha. Sau đó màu cuối cùng ở phía trên, cô sẽ dùng màu tím để tô. Phần tiếp giáp giữa hai màu, các bạn nhớ là phải tô lấn xuống một chút màu ở phía dưới nha. Đó nghĩa là màu tím chúng mình sẽ tô chồng lên màu xanh ở phía dưới và tô theo một chiều, đó là chiều ngang nhé. Các bạn phải luôn nhớ giúp cô là tô kín giấy này, không để lộ giấy và cố gắng đừng để trường màu vào hình khác nhé. Sau đó để cho màu chuyển được êm hơn, cô sẽ dùng màu xanh và tô lấn thêm một chút vào màu tím. Cô cũng sẽ tô lại những chỗ nào mà màu chưa được tô đều nữa nha. Cuối cùng là chỉnh sửa cho phần góc, thật là đẹp. Các bạn đừng bỏ qua phần góc và phần viền giấy nha. Cố gắng là lấp đầy màu vào để cho bức tranh của chúng mình trông đẹp hơn và gọn gàng hơn nha. Đó, vậy là bức tranh vẽ tàu vũ trụ của chúng mình đã hoàn thành rồi. Rất là đẹp luôn đúng không nào? Cô chúc các bạn cũng có những bức tranh đẹp của riêng mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nha.